Alo, chào chú Cầm. Hello, chào Thưa Quang, lâu quá mới gặp lại con. Chào tất cả mọi Dạ. người dưới diễn đàn. Bố vô trễ cho nên là không biết là chủ đề hôm nay có gì lạ lạ không ạ? À, cái vụ có cô Việt Kiều nào ở bên Mỹ đi tới thành phố Houston, đi gia đình du lịch bên Houston thì đậu xe rồi để đi vào trong cái chợ, cái quán gì ở chợ Tân Bình gì đó để ăn, thì mới rời ra cái xe chưa được 10 phút đó, thì ở ngoài này nó đập kính xe, nó vô lấy đồ hết trơn luôn, Ừ, lên cái đó, cái đó. live thì khóc lóc. Cái đó thì nói chung thì nước Mỹ cũng có nhiều. Cái đó là đỡ. Hôm trước có một cái cô ngồi trong cái xe, đưa cái tay ra như nó giật nguyên cái bóp luôn. Đâu ta mới đây đâu ta, cái Nó giật luôn cái bóp luôn rồi, thì cũng có video đó. Nhưng mà mình nói thì nó tụi nó nói là ở Mỹ an toàn lắm, không bao giờ có chuyện nào xảy ra. Nhưng mà thực chất á, ngay tại thời điểm bây giờ thì nước Mỹ hiện giờ đang lộn xộn dữ lắm. Lộn xộn đó là bởi vì cái vấn đề nó ảnh hưởng tới lạm phát rồi thất nghiệp á, cho nên đó người dân họ đang bối rối, và những cái thành phần bất hảo ở nước Mỹ thì cũng rất là nhiều. Và cái mà mình muốn nói ở đây á, là có nghĩa là thường thường ở Việt Nam á, nó có thể nó móc túi nó giật đồ mày có thể bắt nó được, hoặc là mày ở Mỹ không dám, là bởi vì ai cũng biết nó có súng. Bởi vì cái thằng mà hiểu không, cho nên ra nhiều khi cái chỉ Muốn ngồi liếm nhờ ngó vào số dạy, muốn việc ra chơi theo vú xe đào hay sao mà kêu lộn hết đầu ra vậy? cái gì cái gì cái gì cái gì vụ gì cái vụ gì vụ gì Đâu bắt cặp đồ gì đâu. Giờ phải không chịu khỉa dạy mà món mà. Thì nói chung là cái chuyện đó nó cũng không có cái chuyện gì, không có cái chuyện gì lớn lao. Cái đó là chuyện xảy ra trong mọi xã hội, mà mọi đất nước đều có cả. Thậm chí bên châu Âu thì có con nhỏ nào ca sĩ hay đứa nào qua bên châu Âu nó bị đập bể cái xe luôn á. Cái thằng gì ta, cái thằng gì hài Việt Nam mình mà nó cũng nổi tiếng, Nhật Cường, có nghe không? Nhớ không, nó đi nó than đi qua bên châu Âu nó bị đập bể cái xe, lấy sạch đồ luôn rồi đó. Rồi có nhiều lắm, Cường mụn, cường nhiều lắm, chứ không phải riêng đâu, thì nó không phải đất nước Mỹ đâu, nó Nga, không như không phải là Thúy Nga là bị vô nhà thì phải. Thúy Nga thì bị vô nhà rồi, hình như chứ. là Bằng Kiều hay ai cũng bị nữa, tức là Bằng Bằng Kiều cũng bị hay gì đó. Cái này thì trong nguồn tin là cũng có nghe, là cái thằng Khoa Bớt Khoa Biết gì đó, rồi nó cũng bị tạt sơn của nhà hàng, nó đều tùm lum la. Chứ nói chung là nó một cách khác là bất ổn, con đáng là vậy. Bây Mình giờ nói tóm lại là gì nè, lôi hết mấy cái đám mà mấy cái thằng mọi vàng mà ca ngợi nước Mỹ tôi phải như thế này, nước Mỹ phải như thế kia, tại sao Việt Nam không có đường lối giống nước chính Mỹ. sách cái gì con mẹ gì đó, lôi tụi nó ra hết giải quyết coi vụ này coi sao. Kêu mẹ còn là mấy thằng đù má nó nổ không à, gặp Nó nói mẹ đâu có chịu. cái bà bị đập xe đập đồ, cái bà đó luôn nữa. Ba lát thì nó cũng y như là cái bãi rác mà cũng bày đặt xuống Houston nói này nói kia, mà ở đâu nó cũng đập, nó cũng làm tù lưa tét lét vậy hết đó đó. Ai nghe nó Có ở nhân đây chứng sống, việc ra biết sao không? Có nhân chứng sống, hình như là xe hơi đang đậu tại quán ăn của mình hay đậu tại trong nhà, hình như cũng bị đập bể kính thì phải, đập mẹ bể nó, kính ai kêu mà không biết có chui vô mất cái gì quán, không. ai kêu chui vô cái quán hẻm ăn chi ráng chịu, rồi còn nói là À. mới đặt đất mới ngồi xuống chưa có gì bị đập. Đâu mà nó thấy bả đi thì nó phải đập liền, chứ nó chờ bả ra nó mới đập à, mấy ngu Chào chưa thần ý, nhưng mà chứ. Cái đó kể cả ra đó, việc ra nãy thấy không, tức là nãy cô ta có nói rất rõ ràng, có vài người thấy và la lên đó, và có động thái là muốn muốn ngăn chặn á, thì tụi nó còn có những hành động như thế này thế nọ đó, đâm ra người ta quản quá, người ta bu luôn á, đúng không? Hồi nãy có nói đó. ở bên đây
khi mà nó đã, cái khu đó em rành lắm, ở đâu cũng vậy, khi mà nó đã giật đồ của anh rồi là cho nó đi, cứ buông tay cho nó đi. Đúng á, lỡ mà nó tới nó đòi lột đồ giống như vú xề nào đâu đó thì cũng xui chân cho lột luôn. Ừ, coi như buông xui luôn đúng không, buông xui cho nó lột, muốn làm gì làm đúng không. Anh mà phản phé lại nó móc súng ra nó bắn chết mình sao. Ở đây chơi là vậy á, toàn là hàng nóng không mà, chứ không có cái kiểu mà ra mà giằng co đu đưa không có chuyện đó đâu. Ra là quốc đó, mới đây có một cái vụ con có đọc không, con có vụ là có một vụ là có một thằng nó thấy bà này rút tiền từ ATM, như có video có báo rằng mà tức gì khi nó giật lộn với bà, mà nó giật nó quên mà nó lấy lại kia, nó đi nó tưởng nó lấy được tiền rồi, ai ngờ đâu là bà liền cục tiền sau cái nó chạy tới lại nó quất cho bà một tăng, cái bà nằm liệt gãy cái xương đốt sống á, làm liệt luôn. Tại cái bà nó dở gặp con mà nó chạy tới nó cướp con ôm cây ATM luôn, con ôm cái cây ATM á, đùng quá, lúc đó nó dựng lên liền, nó nói đùng quá gặp thứ dữ rồi, thôi mình đi. Ai kêu đứng đó ôm tiền ôm cây ATM giống như là dựng ra gị lôi mà thấy ATM mà thấy vậy đó. Có cái điều buồn cười á, mày thấy có cái anh cướp nào mà được, mà nó biết cướp được nó lại, nó ngồi nó lục cũng thấy nó quay trở lại mới là ghê chứ, được quá. Người ta không... con nói thiệt cho bác nghe, bây giờ ở bên Mỹ á nó cướp trắng trợn, nó cướp đúng giữa rồi. Ban ngày ban mặt, cái khu mà cái bà đó mà làm video á, cái khu đó là cái khu chợ, cái khu mới, cái khu chợ đó là chợ Tân Bình, cái khu đó rất là mới. Từ bãi đậu xe cho tới nguyên một cái dãy nhà building đó đó, cái chợ nó nằm ở chính giữa, hai bên cái chợ là toàn là nhà hàng, quán ăn, bán vịt heo quay, rồi nói chung là nó sầm uất lắm, xe đậu đầy, bảo vệ mấy ông mà lớn tuổi người Việt Nam á, bảo vệ đầy, cảnh sát Mỹ thì nó chạy lòng vòng ngoài kia, nhưng mà nó cướp là nó vẫn cướp, nó cướp luôn, nó không có ngán thằng nào. Mà con nói thiệt á, bây giờ cướp cái mấy ông bảo vệ thấy mấy ông cũng đứng nhìn, chứ không có ông không lại được. Nhảy ra đó, ngon nhảy ra đi, mấy ông đó cũng khôn thế mẹ đó, trừ ra mấy ông bảo vệ mấy cái chuyện ăn cắp vặt hay cái gì thì mấy ông còn luôn su bôn tí trong chợ nha, còn mấy cái chuyện xảy ra ở ngoài phật kinh, ở ngoài bãi đậu xe như vậy á, mấy ông cũng bỏ luôn. Cảnh sát mà kêu tới thấy đi, có cái video mà nói chuyện với cảnh sát còn hài nữa. Hồi xưa cái building chỗ con làm mà nó cắt dây điện, nó ăn cắp đồ á, và cảnh sát tới nó còn quay lưng nó đi nữa, chứ còn nói gì là đền với không đền, không bao giờ có. Đó cái dạy đúng đầu vô đang bắn y xèo ở đâu mày, nó đang giết người kia, gọi 911 rồi quay sang rồi cái hồi cái nó đâu có tới liền đó mày, nó tới rồi nó đâu có tới liền, nó chừng là tàn tiếng súng xong rồi mới tới lúc đó. Ủa nhưng mà việc ra nếu mà cái khu chợ đó đó, mà nếu mà mình tới bằng cái xe thiết giáp M113 thì liệu tụi kia nó có đập xe nó trộm cắp không ta? Đù má, xe nó tới thì chắc nó cuốn chợ nó chạy luôn á chứ. Cuốn chợ chạy luôn chứ đập gì nữa mà nổi mà đập. Bởi vậy vậy là vẫn thua mà năm 1963 rồi. Nó chuẩn không? Bị vẫn thua năm 1963, 1963 đi xe thứ giáp M113 cỡ đó luôn á, mà nó còn lôi đầu ra nó quất được nữa, không chi ba cái xe du lịch, ba cái xe Sina này đúng không? Đó. 963 nó dữ. Bây giờ 30 gần bây giờ là trong tháng 4 phải không? Bắt đầu nó đập từ để nó kiếm tiền á. Mẹ vừa phải vậy. Đừng giờ đéo ai cho hết giờ đâu, quá nó đi từ từ nó đập. Có một cái kiếm vốn. Có kiếm vốn hả? Việt Nam kiếm vốn hả? Gọi là kiếm vốn đúng không? Trung với bác cầm để ý đi, từ nay sau là thấy còn nhiều vụ đập nữa cho mà coi. Chưa gì hết, bác thì thấy một em đưa hàng lên rồi, đù mà dậy sóng hết. Nó cái gì đâu mà mới có đầu tháng, cuối tháng 3 thôi, chưa qua tháng 4 là đã qua dậy sóng rồi.
cái này mà càng ngày càng tới gần tới ngày 30 tháng 4 nữa, tôi không biết nó lột tới thứ gì luôn á. Trời ơi, chống chồng, chống cái gì, mẹ nó lên, chống thằng thì vợ bỏ thằng, thì con thì lột quần, lột áo, mẹ nó bỏ lại con cái, chồng con nó từ lơ tét lét, nó đi bụi đời hết trơn à. Mà Việt Nam thì nó dân phà phà, nó ăn nhậu, ông cầm này, ông về, ông cứ ăn nhậu phà phà, mà dân chúng đủ, à, thôi bỏ sao bác về, bác để dân chúng đây, nó lột quần, lột áo, nó từ lơ tét lét, nó vào bác gặp. Ừ. Kể lại ngày hôm qua ta đi về bánh ăn cái đám hội của đứa cháu, thì ta cũng có quay phim ta úp lên đó. Vui ơi là vui, mà bên này làm y xèo bên kia thiên hạ tổ chức nhau, nam thanh nữ tú đi ăn đám hội rất là vui. Đời sống nhân dân, đời sống của những người dân Long Khánh mà ngày xưa cái thời đó, cái chỗ đó là chỗ Tà Lú á, mày biết chỗ Tà Lú không? Chỗ đó không thưa quan, chỗ đường lên Long Khánh nó chỗ Tà Lú á, đường vô gì KT3 đó. Ồ trời, đâu K4 K4 K3 gì á, tao không K4 có điều chỗ đó gì vừa sùng lắm, giờ đường nhựa thẳng băng hai bên đủ villa không, nhà nào cũng có xe hơi chứ. Rồi xong rồi đi, tao đi làm ăn lắm hỏi đó, hoành tráng mà thấy không, trong cái gì Việt Nam mình ung dung nhàn hạ, mà trong khi đó bên kia nước ngoài ta thấy tao sợ quá. Bởi vậy ngay bây giờ như tụi tao mà còn ở bển đi ra đi tới đi lui là phải dòm trước ngó sau, đâu có dám lạng quạng, bởi nó bất ổn quá sức. Hiện giờ nó có thể nó giết người, nó bắn tỉnh bơ nên nó mới bắn đâu có trường học nữa kìa. Tennessee phải không Việt trai? Hình như vậy á bác. Bây giờ nó bắn nhiều em quá ơi. Con cũng không biết nó bắn hướng nào nữa, giờ nó bắn từ lừa tét lét đó nó lú đầu ra gì. Ba em chết ở quán bar Oklahoma, uống quá đi ba chết ba em luôn, chưa kịp lột quần lột áo gì bắn chết mẹ nó rồi. Rồi chuyện xã hội thì bắn mỗi ngày, quá nó bắn từ lừa tét lét. Hình như tụi Mỹ này nó cũng hăng cái vụ mà 30 tháng 4 này lắm bác ơi. Giờ nó không biết đi bắn ở đâu á, nó móc súng ra nó bắn dân, bắn túa sùa binh đó đó. Không biết đường nào mà né. Khổ ghê. Nước Mỹ bây giờ con nói thiệt á, đất nước Mỹ bây giờ á, bắt sống á, nó giống bây giờ, con có cái này vui, mắc cười lắm nè. Nghe em rõ không vậy anh Tư Quang, sao con Nguyễn Dung nói tiếng của em hơi nhỏ vậy? Anh gánh ta nghe, nghe thì nghe rất là rõ. Dạ. Còn không biết ở dưới mọi người như thế nào. Mọi người ở dưới nghe tiếng bị gai rõ mà. Tao nghe rõ lắm hả? Rõ hả? Rõ. Vậy là Nguyễn Dung ơi, em phải coi lại đi, chắc em xài điện thoại từ Trung Quốc rồi phải không? Phải không? Đó. Cái email em đang làm thấy điện thoại, thấy email gửi vô của trường học chỗ con em đi học. Ồ quá, bốc email lên vụ gì đây, mở email ra nó nói trường học chỉ thông báo cho cái khu học chính, chỗ khu học chính này á, thông báo cho tất cả các phụ huynh cha mẹ biết, nhưng mà mấy phụ huynh cha mẹ biết thôi nha, đừng có share ra, đừng có làm rùm beng lên, cái tụi kia nó sẽ biết. Dù mà mình nói cái gì ghê vậy, mấy má này chơi cái chiêu gì kỳ vậy. Xuống đọc hồi á, nói là bây giờ nó đang huấn luyện cho mấy thầy giáo, cô giáo cách né đạn, bắn súng. Cách bắn súng thì chuyện thường, bắn súng biết rồi. Bây giờ nó đang huấn luyện cách mà khi mà bị đột nhập vô, rồi những thầy giáo cô giáo sẽ có những cái Việt Nam mình dịch ra là cái khiên mà để che đạn, đỡ đạn á. À, giống như cái khiên đỡ của đội trưởng Mỹ đúng không? Capitan như vậy đúng không? Capitan đó đại khái vậy đúng không? Má ông coi phim nhiều quá riết ông cũng hơi bị vì đây ở dưới mọi người đó vì đây tiếng nhỏ kìa. Nó bị ra tiếng bên thì nghe cũng phèo đó, giờ chỉ còn cách là ông ngậm luôn cái micro á, thì ông đó mọi người nghe mới rõ được thôi. Muốn ngậm luôn chứ còn gì nữa, thì muốn đấu luôn cái mày cũng không, rồi nó còn la nhỏ. Trời ơi. Thử tháo ra coi mình đây, thử tháo cái micro ra coi, thử tháo micro ra, đừng gắn tai nghe coi. Tôi nói nghe rõ không? Cái tai nghe này bị Trung Quốc nó lừa rồi.
Nghe chưa? Rồi, cũng nghe rồi. Nghe, cũng vậy. Sao kỳ vậy? Cũng sáng nay sao bị... Nghe cũng... Không, nghe giống bình thường á. Nghe giống bình thường á, còn ở dưới mọi người không biết như thế nào. Chứ sợ họ mọi người nghe lại tiếng Việt Lai rõ chưa ạ? Nghe rõ hả? Yêu cầu anh chị em mở mở cái volume maximum lên hết đi. Chưa có nhiều khi này. Tối rồi cứ có nhiều cậy nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Đó. Rồi có nhiều cậy ra hết đi. Em mới nghe, em mới đọc thì nó mới nói là bây giờ nó đang huấn luyện mấy thầy cô giáo cách sử dụng mấy cái khiên. Mấy cái khiên là để đỡ đạn, đỡ này đỡ kia, nhưng mà bây giờ cũng đang đang làm tiến trình tiến triển công việc đó chưa xong nhưng mà gần xong rồi. Có thầy có cái khiên, có cô có cái khiên, có người không, chứ không phải người nào cũng có. Cho nên tất cả các phụ huynh yên tâm. Đó, thì nó kêu là giấu đừng có nói cho ai biết đồ này kia hết. Nhưng mà em thì mấy nay em cũng giấu á, nhưng mà hôm nay lên diễn đàn em nói mẹ nó hết trơn hết trọi rồi. Súng bắn, đồ bán, súng bắn rồi đồ nó nhiều khi đồ mà làm rùi bu đồ quá thì điều cái chuyện làm tức cười đồ nói quá. Chứ có còn có đỡ hơn không bác đồ quá vô không mà có đỡ hơn không đồ quá. Em đọc xong cái email đó rồi cái mới bữa trước bữa sau cái tự nhiên cái nhận thêm cái email nữa. Trường học em á nó kêu là ngày mai phụ huynh đứa nào muốn cho đứa nào đi học cũng được, đứa nào không đi học cũng được. Mà em xin thông báo là cái khu của em là cái khu ok đó nha, cái khu của em không phải là cái khu mà là super super xịn sò hay ngầu đâu, khu của em là cũng tương đối đó, đóng cửa cũng má chẳng không ra đó. Đồ quá xong rồi cái em thấy vậy không biết vụ gì. À, nói là ngày mai sẽ có cảnh sát tới bảo vệ thì ở đâu á nó nhắn lên, nó nhắn tới cái trường học ngay chỗ thằng con em học luôn là sẽ có người vô khóa. Đồ quá sáng chở thằng nhỏ tới, trời ơi giống như là mấy cái đội đặc nhiệm á anh Thái Quang nó cầm SWAT hả? SWAT team á. À, nó tới nó đứng mà mình hết hồn luôn á, mình nó trời em chào lương bác gì mà ghê vậy đó, nó chơi vậy đó. Thì theo em nhưng mà vừa ra mình thấy tức là sao nước Mỹ họ họ bày cái trò nó ra, nó thứ nhất là nó tốn kém mà nó không có hiệu quả chứ đúng. Ra mà cái đúng ra là theo mình nghĩ nước Mỹ nên nên qua Trung Quốc mời những võ sư Trung Quốc á về tập luyện cho những đứa nhỏ đó, gọi cách là lăn lăn ba chi bộ, gọi là cách né đạn á biệt ra thì hiệu quả hơn mà đỡ tốn kém hơn đúng không? Mà dễ sử dụng nữa. Cái đó là phải mời ông Châu Tinh Trì. Ừ, đúng không? Rồi ông từ trong cái hội gì ra đó đù mà né cười lừa tét lét hết luôn phải không? Thì đó ừ. Đúng không? Cái đó phải nó mời về. Đúng không? Nó tức là nó hiệu quả mà đỡ tốn kinh phí thực ra công nhận không? Chứ ai mà thời buổi giờ mà cầm đã bây giờ mới nhỏ rồi mà nổi nó mẹ nó bắn không rồi đưa cái khiên lên đã không rồi mới đã hết không. Chậm mẹ rồi cái đó phải mời Jackie Chan được đó. Mình coi xong mấy cái email đó cái ngẫm nghĩ lắc đầu, nói chuyện với mấy anh bạn ở đây nè em nói má nó bây giờ đi học ngu mà cứ tưởng tượng như là con cái mình đi học giống y như là đang ở chiến trường Afghanistan hay là Iran Iraq gì trời. Quá tao nhớ tao đang ở nước Mỹ mà sao kỳ vậy? Quá đi học giờ mà mới thấy thằng con ra về một cái mừng gần chết á, bà mẹ nó. Nhưng mà cái đám chống cộng á, mấy cái đám mội vàng á, có thằng nào hó hé gì, bao nhiêu diễn đàn nó lên nó nói, có khi nào nó móc ra một cái chuyện nó nói không? Không bao. Đúng rồi. Hoặc là mấy hoặc là mấy màu vàng có thằng nào đứng lên mà đưa ra cái gọi là cái giải pháp gì cho nước Mỹ để vô đụng đúng không, là giống như mà nó hay mà xỏ bỏ về Việt Nam á Việt Nam để nó bày cho là chế độ là phải thế này rồi lãnh đạo là phải thế kia mấy đó cái chuyện nước Mỹ sao tụi nó không bày ra. Bây giờ nó phải gom lại nó xuống đường nó đấu tranh nè, đấu tranh để giảm súng đạn nè,
đó, đấu tranh để giảm cái nạn trộm cắp nè, tăng cường cảnh sát nè, đó. Sau đó đây, từ cái chuyện lớn là cái chuyện súng đạn cho tới toàn nước Mỹ đi, cho tới những cái chuyện nhỏ là những cái chuyện ở địa phương đó, đấu tranh những cái đó đó. Ở Houston đó là toàn là một cái ổ chống cộng, mấy cái thằng mà cứ đứng la là chủ này hội hè này hội hè kia đó, đi mà nó xuống mà chống đấu nhau mà để bảo vệ mấy cái người dân ở đó, đéo chịu làm, cứ toàn là lo lột quần lột áo không à. What the fuck man, xô quá, cứ lột quần lột áo xô hàng rồi cái chúa lại chúa gì phải nghe lời chào thầy Khánh, chúa dạy vậy, chúa dạy lờ vừa nói chúa xong cái lột quần đi chơi kiểu lạ riết chúa chống mặt luôn hả, chống kiểu lo thua rồi. Ủa, vậy nó mới là hy sinh cái no, anh bây giờ em nhớ rồi, cái đó là cái gen đó anh, cái gen, cái gen đó hồi thời xưa lột quần lột áo chạy, anh đưa cái, anh đưa cái video gì lên mà nó chạy chạy chết mẹ luôn á, mà bây giờ bà con xúm nhau lột theo ông chơi kiểu kỳ vậy. Tử thủ Tây Nguyên hả, tử thủ Tây Nguyên đúng không? Cái vụ này bác cầm nói thiệt đi, hồi xưa ông có lộn con chạy không? Bảo đảm luôn đó. Tao chỉ chạy thôi chứ tao không có đu mày ơi. À, ông dính ở trong bụi tre, bảo đảm ông cũng phải lột để ông ra chứ nó dướng tùm lum tà le hết, sao ông ra? Không có lột, đủ mày lột khe khe đâu. Chơi tao ê đủ vừa phải cho mà ba bưng tư rồi. Tối ngày à, cứ về ăn, ăn cho mập vô, qua đây vận động đi, bảo vệ vận động phố phường đồ chơi, chứ bà con lên cứ kêu là cướp giật mất mặt quá ba cầm ơi. Không, tao phải tập marathon đây trước đã, đủ về bên đó có gì chạy cho lẹ. Chạy không nổi là rồi chết á. Mẹ nó tập. À, con nhắm làm được không? Bây giờ nhắm làm được không? Làm không nổi á thì để con với Việt Rai mời Việt Kiều Đan Mạch qua bển người ta làm cho. Đúng không? Trời mình ạ, mình là Việt Kiều Mỹ, mình ở đất Mỹ mà mình làm không được mấy chuyện đó là đừng để Việt Kiều Đan Mạch người ta, người ta mình qua bên đó người ta bình định là quê lắm mà nha. Rồi. À. Ông anh Việt Kiều Đan Mạch ổng qua đây ổng làm gì, ổng thấy ổng nói tiếng Đan Mạch không nhức đầu thấy mẹ luôn. Quá quá ông xuống như bèo lai ly đâu Sài Gòn, ông đứng ông nói tiếng Đan Mạch không mà đồ quá đỡ đéo nổi nữa. Lúc đó em còn chạy dữ nữa đồ. Chạy trước ông luôn. Khổ